your breath, trying to ready yourself for whatever I'm gonna do. Will I drag you in bed, trying to fix it with sex, or will I tell you I'm done with you? I know I'm complicated, kind of crazy, but will you stay the night? I know it's hard to trust me, but if you let me, I'll make it alright. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay tuy là không có tiết học nhưng mà mình vẫn sẽ lên trường để lên thư viện hoàn thành một số công việc trước khi về Tết. Như các bạn có thể thấy thì sân trường hiện giờ đang rất là vắng. Tại vì đang trong tiết học nên là mình sẽ tranh thủ đi quay phim một chút vì đang có nắng. Let's go. Mình đang ở trên thư viện, bây giờ không có ai nên mình có thể nói thôi, chứ còn nếu mà có người lên đại học thì mình sẽ không thể nói gì cả. Tí nữa mình học xong mình sẽ nói chuyện tiếp với mọi người. Thế nhá. Ok, và bây giờ mình sẽ đi ăn trưa. Ở sau lưng mình là tòa nhà mà mình sẽ ăn trưa. Bên tay trái là tòa nhà hàng ăn Trung Quốc và bên tay phải là hàng ăn của Nhật. Xem đây có món gì do mình không thích kiểu video mukbang ấy, là mình thấy nó quá là kiểu nhạt nhẽo ấy. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình mukbang dùng bạn. Hôm nay chúng ta sẽ được ăn món tan tan men siêu to khổng lồ. Mình mời các bạn nha. Yeah. Các bạn ăn đi, này các bạn ăn đi. Mà làm sao các bạn ăn được? Nên là mình sẽ ăn thôi. Tại sao người ta có thể ngồi xem mukbang được nhỉ? Bây giờ mình sẽ quay trở lại thư viện vì đã ăn xong rồi. Nope. Quay trở lại thư viện. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với channel của mình, welcome. Và mình tên là Kiên và mình hiện đang học tập và sinh sống tại thành phố Yokohama, Nhật Bản. Ngôi trường mà mình đang theo học là trường Đại học Kanto Gaki University. Chuyên ngành mà mình đang theo học là chuyên ngành gì nhỉ? Construction Management.
và mình học theo chương trình bằng tiếng Anh. Nhân đây thì mình cũng muốn chia sẻ với các bạn một chút quan điểm về môi trường học tập tại Nhật Bản. Mình là một sinh viên nên là mình sẽ chỉ chia sẻ cái quan điểm của mình trên một vài cái khía cạnh cơ bản mà ảnh hưởng trực tiếp tới sinh viên. Ví dụ như là về cơ sở vật chất, về giảng viên, chất lượng đào tạo cũng như là về khối lượng học tập. Về cơ sở vật chất thì đương nhiên là các trường học ở Nhật Bản hay là ở các nước phát triển thì đều có một nền tảng cơ sở vật chất rất là tốt. Ví dụ như trường mình có tất cả 3 campus. Campus của mình đang học là campus chính. Ở đây sẽ có 2 sân tennis, 1 sân bóng đá và 1 nhà thi đấu. Các cơ sở vật chất cho học tập thì cũng có rất là nhiều các phòng máy tính dành cho sinh viên tự học, bao gồm cả phòng math để cho sinh viên học đồ họa. Chính nhờ cơ sở vật chất tốt thế nên là cái phong trào thể dục thể thao trong sinh viên ở Nhật Bản vô cùng phát triển. Về khối lượng học tập thì mình nghĩ là khối lượng học tập ở bên Nhật thì cũng tương đương với khối lượng học tập ở Việt Nam đối với chuyên ngành mà mình theo học là chuyên ngành xây dựng dân dụng. Nhưng mà tuy nhiên có một điều khác biệt, đó là mình cảm thấy các bạn sinh viên Nhật có sự chủ động hơn các bạn sinh viên Việt Nam rất là nhiều. Các bạn chủ động trong việc tìm hiểu bài trước khi lên lớp này, hay là việc các bạn tự đặt vấn đề và hỏi các giáo sư, thì mình cảm thấy là điều đó các bạn sinh viên ở Nhật khá là chủ động. Bên cạnh đó thì các bạn sinh viên Nhật cũng có nhiều cơ hội được thực hành hơn ở các phòng thí nghiệm. Như ở trường mình thì tất cả các khoa đều có phòng thí nghiệm riêng, và đối với cái khoa của mình là khoa xây dựng, mỗi chuyên ngành đều có một phòng thí nghiệm, thì đó cũng là một cơ hội rất là tốt cho bạn sinh viên Nhật có thể phát triển toàn diện cái vốn hiểu biết cũng như là về học thuật cũng như là thực hành của mình. Đối với chương trình thạc sĩ đòi hỏi các bạn sẽ phải đọc nhiều hơn, tự nghiên cứu nhiều hơn, cái khả năng tổng hợp kiến thức cũng như là thời gian các bạn tự học trên thư viện sẽ nhiều hơn rất là nhiều thời gian các bạn lên lớp. Các bạn sẽ phải tự chủ động liên hệ giáo sư để giải đáp những vấn đề mà các bạn đang thắc mắc. Đó là về vấn đề học tập cũng như khối lượng học tập. Về môi trường học tập, cuộc sống ở đây và các thầy, các cô, giảng viên thì phải nói là cực kỳ chuyên nghiệp và thân thiện. Theo mình nghĩ như thế. Nói chung thì theo mình thì ở đâu cũng thế, cái môi trường giáo dục ấy luôn luôn là môi trường thân thiện nhất và lành mạnh nhất rồi. Nhưng mà ở Nhật Bản thì mình nghĩ là nó là một cái gì đấy rất là khác biệt khi mà các thầy các cô, đặc biệt là các giáo sư rất quan tâm đến sinh viên của mình. Ví dụ như ở trường của mình nhé, các thầy cô ở phòng quốc tế quan tâm đến sinh viên từ những cái nhỏ nhất luôn. Ví dụ như là trước mình có một đứa bạn, nó mới sang trường mình học được khoảng tầm 2 tuần và nó bị đau chân, thế nó đi học muộn khoảng 15 phút. Nó báo với cô là hôm nay đi học muộn vì đau chân. Thế là sau giờ giải lao, cô xuống báo cáo chuyện đó với phòng quốc tế. Sau giờ học, có cô của phòng quốc tế lên hỏi thăm xem là ui, chân mày có bị làm sao không? Rồi tại sao lại bị như thế? Xong rồi có cần sự giúp đỡ gì không? Nói chung là từ những cái điều nhỏ nhất như thế họ quan tâm, thì với những vấn đề về học tập hay là về cuộc sống của sinh viên, các bạn sẽ nhận được sự phản hồi và giúp đỡ rất nhanh chóng và rất nhiệt tình. Có nhiều người nói ấy, là người Nhật họ thể hiện ra ngoài như thế thôi, nhưng mà bên trong thì họ không nghĩ như thế, hoặc là đằng sau lưng bạn thì họ sẽ nói xấu thế nọ thế kia. Nhưng mà ok, cái được lớn nhất ở đây trước tiên đó là bản thân sinh viên sẽ được lợi từ sự hướng dẫn cũng như là sự hỗ trợ từ các thầy các cô ở đây. Kể cả họ thảo mai đi, họ diễn như thế đi, nhưng mà luôn luôn khi họ hướng dẫn mình, họ hỗ trợ mình thì luôn luôn với sự niềm nở, sự tôn trọng và nụ cười trên môi, thì đấy với mình nó thể hiện một sự chuyên nghiệp trong nền giáo dục ấy, hay là thậm chí là ở trong tất cả những cái ngành nghề khác trong cuộc sống. Ở Nhật Bản thì họ đều toát lên một sự chuyên nghiệp, và có lẽ cái sự chuyên nghiệp này mình nghĩ bắt nguồn từ tính cách vốn dĩ của người Nhật Bản, luôn luôn suy nghĩ cho người khác trước và tôn trọng người đối diện. Dù họ có thực sự không nghĩ như thế trong đầu, nhưng cái cách làm việc của họ khiến cho cả thế giới phải học hỏi. Và qua đây mình cũng học được rất là nhiều điều từ cái cách làm việc cũng như là từ cách giải quyết vấn đề của người Nhật. Chắc là video ngày hôm nay sẽ kết thúc ở đây, và mình sẽ ở thư viện cho đến khoảng tầm 8 giờ tối và trở về nhà. Nếu các bạn có bất cứ câu hỏi gì hay là thắc mắc gì mà muốn mình chia sẻ về cuộc sống cũng như là quá trình học tập ở Nhật Bản thì hãy comment xuống bên dưới và mình sẽ đọc hết tất cả và sẽ giải đáp trong những video tiếp theo. Ok, nếu thích video này các bạn hãy cho nút like, và mình sẽ gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Bye bye.